Ngày 4 tháng 3, Công an huyện Thường Tín Hà Nội đang tạm giữ hai nghi phạm Nguyễn Thị An, 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Hai đối tượng này được xác định có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai 17 tháng tuổi trong quá trình nhận trông giữ khiến nạn nhân tử vong. Theo lãnh đạo Công an huyện Thường Tín, khi triệu tập về trụ sở công an để xác minh làm rõ cái chết của cháu PTD 17 tháng tuổi, Mặc dù ngồi trên hai xe ô tô khác nhau nhưng lời khai của Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An đều trùng khớp nhau đến từng chi tiết. Tuy nhiên, theo công an nhận định, nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu bé phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu, nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má. Sau gần 24 giờ đấu tranh, tối muộn ngày 2 tháng 3, tổ công tác của huyện Công an Thường Tín đưa hai đối tượng xuống hiện trường. Khi ở cách nhà trẻ khoảng 1 km thì An bật khóc xin khai thật toàn bộ sự việc. Cụ thể, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn một tuần, cháu Đê được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu tiên gửi đến, cháu bé đã quấy khóc nên An và Lành đã bạo hành bằng cách tát vào đầu và mông. Có lẽ cũng vì lý do này mà những ngày sau cháu bé rất sợ đến lớp, cứ nhìn thấy cô giáo là khóc. Ngày 23 tháng 2, hai đối tượng dồn các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi, nhưng cháu đê vẫn ngồi khóc nên lành bực tức chạy theo dùng hai tay bế sốc nách và ném đầu cháu đê xuống nền nhà. Lành xông vào dùng tay tát vào mặt cháu đê, còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm lên đầu của cháu đê. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, cháu đê được gia đình đón, lành và an nói với gia đình là cháu đê tự ngã. Ngày 24, 25, 26 tháng 2, cháu đê được gia đình đưa đến lớp giao cho an chồng giữ. Đến 9 giờ 30 ngày 26 tháng 2, cháu đê khóc thì an dùng chân đạp vào bụng. Khi cháu đê bất tỉnh thì an gọi gia đình đưa cháu đê đi cấp cứu. Khi biết cháu đê bị thương tích nặng và tử vong, hai đối tượng đã thống nhất lời khai khi trao đổi với gia đình và làm việc với cơ quan công an. Về phía bố mẹ của cháu Đê, phần do nhận thức pháp luật còn hạn chế, lại thấy hai đối tượng đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nên tin rằng sự thật là do cháu bị ngã nên ban đầu đã từ chối hợp tác với cơ quan công an. Tại buổi làm việc với cơ quan điều tra ngày 4 tháng 3, cả An và Lành đều bật khóc nước nở, tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Nghi phạm Lành cho biết bản thân có hai con nhỏ sinh năm 2019 và 2020. Trước đây, Lành đi làm thuê khoảng một năm cùng An mở lớp trông trẻ tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tím để mưu sinh. Trong khi đó, An cho biết bản thân tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. An cũng có hai con, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Tôi không lường trước được hậu quả xảy ra nghiêm trọng như thế này. Tôi rất hối hận vì gây ra hậu quả đau đớn cho cháu bé và gia đình nạn nhân an nói và xin gia đình cháu đê tha thứ cho mình để có cơ hội làm lại cuộc đời sớm được về lo cho chồng con